上当的兄弟。但愿思念是暂时，请你不贪求啦，我袂辜负你，请你不贪走。破冰心中烈狗，mỗi khi ông đưa ra một quyết định cũng đều hút thuốc. Giờ đây quyết định mà trong lòng ông đã định, tôi có thể giúp ông được không? Hai mươi lăm năm trước, nếu như tôi hạ quyết tâm thì không cần đợi đến giờ mới ra quyết định này. Nghe có vẻ ông có uất ức, không cam tâm. Tôi muốn biết, hiện giờ tôi ở trong lòng ông là nhân viên hay là bạn bè? Ông phải nói rõ, tôi mới biết để mà giúp ông chứ. Mặt ngoài cô là nhân viên của tôi, trên thực tế cô không chỉ là bạn của tôi, còn là chiến hữu. Đã nói tôi là chiến hữu của ông, đương nhiên sẽ có kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta là ai? Trước khi tôi cho cô biết kẻ thù là ai, tôi muốn cô hiểu được một điều. Tôi đem hy vọng và vận mệnh đều giao trên tay cô. Nếu cô thấy không chắc ăn, hãy lặng lẽ ra đi, xem như không có gì xảy ra. Ông gặp khó khăn, sao tôi có thể lặng lẽ ra đi? Cũng giống như khi ông uống say sưa, tôi vẫn luôn luôn ở bên cạnh ông vậy. Tôi đã sẵn sàng rồi. Kẻ thù của chúng ta là ai? Người bạn tốt nhất của tôi, Ngô Thiện Lương. Em làm gì mà thở than vậy? Tôi đang phàn nàn thời gian sao mà rảnh rỗi quá à. Thử nghĩ coi, khi mà Thế Dân với Thế Kiệt còn nhỏ đó, cho dù Chính Thiên có vắng nhà thì buổi tối ít ra còn có hai đứa trẻ nữa, lúc nào cũng xì xào sùm, thiệt là thú vị đó. Bây giờ tụi nó đã lớn hết rồi, một đứa thì bỏ nhà đi, một đứa thì đi theo ba chiến đấu vì sự nghiệp. Tối đến chỉ còn có hai phụ nữ mình à, ngó qua ngó lại, thiệt là buồn chán quá. Sanh con mà lại không hiểu lòng con. Thế Kiệt bỏ nhà ra đi cũng lâu rồi, tuy là có liên lạc với chị, nhưng cũng là lúc có lúc không. Người làm mẹ như chị, thật sự là chị khuyên làm sao nó cũng không chịu về. Thế Kiệt đã bị cậu cưng quá rồi, nó hư. Thì không á, tự nhiên bỏ nhà ra đi vậy hả? Nhưng mà cậu yên tâm đi, nếu mà ở ngoài cực quá tự bò về thôi.
Thế Dân thì khác. Vô duyên vô cớ bị đánh tả tơi đã vết thương luôn. Tôi nhìn thấy đau lòng quá đi à. Chính Thiền có nói tới nhà A Lương đòi người, sao tới giờ còn chưa về nữa. Nếu mà không bắt được người đánh Thế Dân, tôi sẽ không có để yên đâu đó. Cứ chờ xem. Trời, sao mà say dữ vậy nè. Trời ơi Thanh Dân, mau đến phụ đi, lẹ lên. Trời ơi, tôi tự biết đi. Cẩn thận. Trời ơi, ngồi xuống đây trước đi. Nè nè, quầy dự ổng qua đi. Sao mà uống say quá. Cho hỏi chút nha, ông Hậu lần đầu bị say vậy cũng là lần đầu có cô trẻ đẹp đưa về nhà. Nếu mà cô không giải thích cho tôi rõ đó thì tôi sợ bà Hậu sẽ hiểu lầm. Nếu như bà mà hiểu lầm á thì tôi không thể nào lượng thứ. Nếu mà tôi không thể lượng thứ được thì tôi sẽ... Bà xã ông chủ tịch, chào bà. Tôi là tổng giám đốc phòng tiếp khách, tôi tên Hội Lý. Ông chủ tịch, sao lại uống nhiều rượu vậy? Bà chủ tịch à, điều này tôi cũng không rõ. Tôi thấy ông chủ tịch uống say, vì vậy mới đưa ông ấy về thôi. Cảm ơn cô. Nè, tôi và cô có điểm giống nhau. Cô tên Hội Lý, còn tôi là Nguyệt Lý, cũng có chữ Lý trong đó. Cô là tổng giám đốc phòng tiếp khách, còn tôi thì là tổng quản ở đây, cũng là có chữ tổng hết. Chỉ khác chỗ là cô trẻ tuổi hơn tôi. Nè, để tôi nói cô nghe. Một ông chủ tịch lớn tuổi như vậy á, nếu mà lúc say xỉn á, mà ở bên cạnh một tổng giám đốc trẻ tuổi như cô, thì cô đừng có suy nghĩ bậy bạ gì hết nha. Cô hiểu không? Ý của cô, tôi hiểu. Vậy thì tốt. Câu hỏi kế tiếp á, là tôi hỏi thay cho bà Hậu. Ông chủ tịch thường đi tới phòng tiếp khách để uống rượu hay sao vậy? Ông chủ tịch là khi cần giao tiếp với khách mới qua đó. Tôi là tổng giám đốc, làm công cho người ta, lãnh đồng lương, phải làm tốt công việc của mình. Còn việc không nên làm á thì đôi chút cô cũng không có nên làm đâu đó. Bà chủ tịch à, tôi đã đưa ông chủ tịch về đây, vậy tôi xin phép. Chào cô. Không tiễn nha, làm ơn đóng cửa lại giùm ha. Bà Hậu à, bà xã của ông chủ tịch, bây giờ bà đã biết sợ chưa vậy hả? Đương nhiên là chị sợ. Chị sợ em sẽ nghĩ lung tung. Giúp chị một tay, đỡ Chính Thiên vào. Nè, đứng dậy đi. Trời ơi, sao mà uống gì mà say dữ vậy không biết nữa. Trời ơi, ôi toàn thân bốc mùi quá. Cẩn thận đó. Hồi quá thì. Đau quá. Ây à, đau đầu quá. Đau lắm hả? Cố gắng xíu đi. Ây à. Nè, các cậu có xe cấp cứu chưa? Sao lâu như vậy rồi còn chưa tới? Báo cáo tổ trưởng, xe cấp cứu đang trên đường tới. Trên thân người lấy xe có 10 triệu rất nồng. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đo nồng độ rượu. Cậu làm ơn đi. Người đã say ở trong xe, làm sao đo nồng độ rượu đây? Cứu người trước đã. Dạ. Khoan đã. Vừa rồi cậu gọi tôi là gì? Tổ trưởng. Cậu gọi tôi là tổ trưởng. Tôi gọi ông ấy là học trưởng. Người một nhà. Thà cho ông ấy. Dạ. Cậu đi làm việc đi. Dạ. Nè, 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 đừng có chụp, đừng có chụp. Như vậy sẽ làm hỏng hiện trường đó. Đứng qua đây. Nè, đừng có chụp. Tôi nói đừng có chụp mà. Tại sao xảy ra tai nạn vậy? Phải thông qua kiểm tra mới biết được. Có phải vụ ác say rượu gây ra tai nạn hay không? Theo phán đoán ban đầu chắc là không phải rồi. Cậu ta nói dối. Người lái xe là người của họ. Cảnh sát muốn che hả? Nè, cậu đi, đừng có nói bậy nha. Không được chụp. Chụp đi, chụp đi. Chụp nữa. Nè, tôi nói đừng có chụp nữa. Lên đây đi. Bình ra đây. Tổ trưởng, bây giờ chuyện gì xảy ra vậy? Nếu cậu không cho chúng tôi vào, ba tôi mà có mệnh hệ gì?
tôi sẽ tính sổ với cậu đó. A Quang, đừng nói như vậy. Xin lỗi, giờ ba tôi có sao không? Tôi vừa mới hỏi bác sĩ, chắc là không sao đâu. Ôi, tổ trưởng à, cậu đừng có nói những điều nghe không hiểu có được không? Có sao thì có sao, không sao thì không sao, chắc là không sao. Cậu có biết hai chữ đằng sau chắc là rất khó nghe không? Là chữ gì vậy? Chết đó. Anh im miệng đi. Được rồi, các người đợi một chút, tôi vào xem sao. Nếu học trưởng tỉnh dậy, tôi mời các người vô. Có như vậy mới được chứ. Cậu nói chuyện sòng phẳng một chút được không? Thật ra ba tôi xảy ra chuyện gì? Cậu nói cho tôi nghe rõ đi. Say rượu lái xe. Ôi, tổ trưởng à, cậu đừng có đổ oan cho người tốt mà. Nếu nói đến uống rượu thì có, nói đến lái xe, mẫu tụng từ 25 năm trước vẫn chưa có bằng lái mà. Đừng nói gì lái ô tô, cả xe máy cũng không biết lái nữa. Nhưng mà người ông ấy toàn là mùi rượu, lại cục trong xe nữa. Cảnh sát như cậu thật quá đáng. Từ khi tôi quen biết mẫu tùng tới nay, anh ấy đi làm cũng đi bộ, anh ấy vốn dĩ không biết lái xe. Có nghe chưa? Tốt nhất cậu đừng có cố tình làm trái, không thôi mọi người sẽ rất khó coi. A Hoàng, không nên gây rối. Tổ trưởng, tôi năn nỉ cậu đó, cho chúng tôi vào, có bà của tôi có được không? Nè, cậu tôi lại là cái ý gì đây? Ba, 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 ba có sao không? Không sao, hơi nhức đầu thôi. Tay cậu này là sao đây? Nè, đưa chìa khóa đây. Cậu thanh niên à, chúng tôi có quy tắc của chúng tôi, cậu không được làm bậy. Nè 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 nè, tổ trưởng à, cháu trai của tôi sùm lên nó không quá đáng chút nào hết á. Mở đem chìa khóa ra, không thôi tôi đi làm một chuyện mới bây giờ. Từ khi nào cậu làm tổ trưởng làm tới quan phong như vậy hả? Cả tôi cậu cũng dám cộng, cậu giải thích rõ với tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, không thôi giữa hai chúng ta sẽ có một người nghỉ hưu sớm đó. Tôi đảm bảo với cậu, người đó chắc chắn là cậu. Học trưởng à, anh say rượu lái xe rồi đụng phải người. Cậu lần đầu tiên làm cảnh sát hay sao đây? Chúng ta là người một nhà, như vậy cậu cũng làm được sao? Đi theo tôi. A Hoàng, bình tĩnh. A Hoàng, bình tĩnh đi. A Hoàng à, A Hoàng, đừng có như vậy mà. Không được quá kích động chứ. Nếu thật sự có chuyện, người làm cậu này nhất định sẽ đứng trước. Nè, tổ trưởng. Các chị à, ở đây là bệnh viện nha. Làm ơn, đừng có gây ồn ào nữa được không? Xin lỗi. Ông Lộng Trương hả? Ừ. Kết quả xét nghiệm của ông đã ra rồi. Bác sĩ nói là ông không có sao hết, có thể xuất viện. Nhưng mà ở trong máu huyết của ông có hàm lượng cồn rượu rất cao. Những người như ông á, cứ như vậy, biết rõ là uống rượu không có tốt mà còn uống nhiều vô. Học trưởng à, nếu đây là chuyện nhỏ, chúng ta là người một nhà, em nhất định sẽ tha cho anh. Vấn đề ở chỗ giới truyền thông theo rất sát, cảnh sát say rượu gây tai nạn là chuyện lớn, trong lòng anh nhất định phải chuẩn bị đó. Không phải, cậu muốn mậu tùng chuẩn bị cái gì? Vừa rồi tôi không phải nói rồi sao, anh ấy vốn không biết lái xe. Cậu đừng vô quan chảnh có được không? Tôi nói cho cậu biết, tốt nhất ba của tôi không sao. Không thôi, tôi chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, bán mạng với cậu. À, Quang à, con ra mặt trút giận dùm cho ba, ba rất cảm động. Nhưng giải quyết vấn đề không phải dùng giọng nói đó. Tổ trưởng, những lời con tôi vừa nói chính là những lời tôi muốn nói, cậu nghe có hiểu không? Em hiểu. Thôi, tình cảm riêng tư đã nói xong rồi, bây giờ em phải theo quy tắc, em phải giải anh về. Mở cổng cho tôi trước. Học trưởng à, anh làm cảnh sát đã 20-30 năm, anh nên biết rõ quy tắc. Đứng đó. Bây giờ cậu xem tôi là tội phạm thật, đúng không?
trưởng à, anh tới đây em có thể không xem anh như tội phạm, nhưng trên pháp luật anh là người bị tình nghi. Sẵn nhắc cho anh một điều, có người thì hãy mau đi tìm, có quan hệ thì hãy mau tìm quan hệ, vụ án này khó rửa sạch lắm. Anh đừng có nghĩ anh thân thiết với em thì muốn làm gì cũng được đâu. Bây giờ cậu biết nói là người một nhà, bộ chỉ biết nói tôi làm này làm đó, không biết nghĩ cách giùm cho học trưởng này sao hả? Học trưởng à, có một câu nói là anh nói với em, nếu đụng phải pháp luật chỉ có đợi pháp biện. Câu này là anh dạy cho em đó, anh đừng làm em khó xử. Khẩu súng của anh đâu? Đâu rồi? Cậu thu giữ rồi còn hỏi tôi hả? Học trưởng à, nói tới súng là rất quan trọng, anh đừng có nói đùa với em. Bây giờ nếu cậu cố vu oan cho tôi tội này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Là cậu đưa tôi đi bệnh viện, cũng là cậu đưa tôi đến đây. Bây giờ cậu lại hỏi tôi khẩu súng ở đâu? Cậu làm cảnh sát ngày đầu tiên sao? Vậy em nói cho anh biết, súng của anh đã mất rồi. Anh đừng đẩy tội cho em, em không gánh nổi cho anh đâu. Cậu bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi. Cậu đang nói gì cậu có biết không? Dường như con người tôi quá dễ dãi, cậu mới tùy ý nói chuyện như vậy. Tôi nói cho cậu biết, vụ súng này cậu phải gánh toàn bộ trách nhiệm này. Đưa ông ta vào. Học trưởng à, đưa tay ra đây, em giúp anh mở cổng. Anh tới đây rồi, đừng nói gì chỉ là học trưởng. Cho dù anh có là quan tòa cũng vậy thôi. Dám vào đây thì đừng có làm ầm ĩ, không thôi em sẽ làm gì, anh biết rất rõ đó. Việc bây giờ em có thể làm cũng chỉ là mời anh điếu thuốc thôi. Cậu nghe cho rõ đây, nếu học trưởng của tôi chịu có cước gì, tôi sẽ điều hai cậu tới vùng hẻo lánh. Học trưởng, em đi đây. Sau đó là xảy ra vụ tai nạn xe. Quá trình vụ việc này sao mà lại giống y như vụ án của Huy Hoàng vậy chứ? Chắc lẽ lịch sử đang tái diễn, hay là có người đang giở trò sau lưng, hay là báo ứng đây? Tôi nhớ là khi tôi đến đây có người đánh một gậy sau lưng tôi, rồi tôi ngất xỉu. Vậy vô duyên vô cớ sao cậu lại ở trên xe? Tại sao tôi biết được? Tôi không phải đập chim bao, sao lại xảy ra vụ việc như vậy? Đoàn đình này, tôi đi cùng cậu.
Trương Mậu Tùng. 25 năm trước, tôi tin tưởng cậu, nhưng cậu lại lấy súng của cậu và pháp luật của cậu đi đối phó với anh em của cậu. Sự đau đớn không thể tả đó. Tôi muốn ông toàn bộ đút chân vào. Trương Mậu Tùng, súng của cậu, pháp luật của cậu bây giờ đều trên tay tôi. Tôi xem cậu còn có bản lĩnh gì. Qua ngoài hôn sự của chú và hai đứa con ra, chú chưa từng buồn phiền những gì khác. Ba của các con lại khác. Ông ấy nghĩ trước, nghĩ sau, nghĩ tới, nghĩ lui, cũng là chuyện của 25 năm về trước. Hai ngày nay không biết là ông trời nghỉ giải lao hay là đang làm cái gì mới để cho ông ấy xảy ra việc này. Chú nói cái con gà, vụ việc này nếu chúng mà dám vu khống ba của các con, dù cho chú cả đời ở giá, dù cho tài sản của chúng ta mất sạch, cũng phải giúp ba con lấy lại sự công bằng. Cậu à, 25 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Quy Hoàng rốt cuộc là ai? Tại sao mỗi khi con hỏi ba, ba cũng không chịu trả lời con? Đó là chuyện cuộc đời của người lớn, nói với các con cũng không có ý nghĩa gì. Chắc con có thể hỏi, tên của con là Tư Hoàng. Ba muốn con cả đời phải nhớ lấy ba chữ Tiêu Quy Hoàng. Cũng không nói nguyên do với con, chỉ là muốn con nhớ mãi. Bây giờ bà xảy ra chuyện, cậu đột nhiên nói tới 25 năm về trước. Cậu à, cậu đừng có để cho con đoán nữa. Cậu nói thẳng ra đi được không? Ba con không nói nguyên do chú cũng đâu có dám nói. Nhưng kết luận hai chúng con nhất định phải biết. Cả đời ba con trân trọng tình cảm, cả đời ông ấy cũng là thiệt thòi ở bốn chữ: nhân, tình, nghĩa, lý. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nếu là nhân quả thì không phải con người có thể giải quyết. Chồng là của em, cũng là chính em chọn. Anh ấy là người ra sao em cũng rất rõ. Bây giờ em là người cõi âm, vụ việc hôm nay xảy ra chắc em rõ hơn ai hết. Nếu em không chê anh ngu đần thì em hãy báo mộng cho anh, chỉ cho anh cách cứu chồng em. Nếu anh làm không được, em làm ơn hãy thương lượng với ông trời vụ việc này. Em bây giờ có thể không có ông chồng, còn anh không thể không có em rể này. Hai đứa trẻ này càng không thể không có người cha. Từ nhỏ anh đã không đành lòng la mắng em một câu,
hôm nay vụ việc có mẫu tục, nếu em không phù hộ, tình cảm anh em chúng ta đến này chấm dứt. Huynh đệ, tâm trạng 25 năm về trước của cậu, ngay hôm nay tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nếu cửa ải lần này tôi có thể qua khỏi, bán sống bán chết, tôi cũng nhất định giúp cậu rửa sạch quan tình này. Đó là tôi nợ cậu. Nè hai cậu, ra ngoài trước đi. Dạ. Học trưởng à, hãy nói chuyện với kiểm sát trưởng. Bây giờ chỉ có anh ấy mới có thể giúp cho anh thôi. Sắc mặt đừng đại gia khó coi như vậy. Cậu làm kiểm sát trưởng đã lâu rồi, nhìn là biết ngay à. Lần này tôi chắc chắn là bị quan. Cậu đang là kiểm sát trưởng đó, mau xử lý, mau xử lý giùm đi. Nồng độ cồn là 0.6, đó là quan cho anh sao? Hả? Đúng vậy, điều này không có quan. Tôi đã uống rượu. Sao lại liều lĩnh vậy? Uống rượu thì đừng lái xe. Nếu nói đến điều này tôi bị quan đó. Tôi dám vỗ ngực cam đoan với cậu, trong 25 năm trở lại đây tôi vốn dĩ không có bằng lái, tôi cũng không biết lái xe. Anh đang nói đùa hả? Anh không lái xe lại say xỉn trên xe, trên vô lăng đều có dấu tay của anh, hạ cát dính trên dậy của anh với hạ cát dính trên bàn đạp ga là chứ nhau. Chỉ kiểm tra hai thứ này thì coi như là phải sao? Bây giờ đó là thế kỷ 21, xét án theo khoa học, không giống như cảnh sát lớn tuổi như các anh dựa vào kinh nghiệm xét án. Tôi nói thật với anh, tình hình của anh bây giờ với tài liệu những vụ án cũ anh đã đưa cho tôi, trong đó vụ án của Tiêu Quy Hoàng là giống y chang. Tôi xem mà tay chân phát lạnh. Vụ án 25 năm trước của người anh em tôi là bị quan đó, vụ án hôm nay của tôi càng là bị quan. Tôi là tin anh bị quan, nhưng bằng chứng là tiếng nói. Anh dạy tôi phải làm sao đây? Súng của anh tại sao bị mất? Tôi tưởng là bị học đệ giữ lấy. Tại sao bị mất súng làm sao tôi biết được? Đánh mất súng là một tội, say rượu lấy xe là một tội, gây ra một chết một thương, ba tội này gộp lại có thể nhốt anh cho đến tóc bạc răng rụng. Anh này là một cảnh sát, tội sẽ càng nặng hơn. Ở trung chuyện đó, nếu cậu còn xem tôi là bạn thì hãy nghe cho rõ đây. Tôi rành rơi vào bẫy của người ta, cậu đừng luôn miệng nói pháp luật với tôi. Nghĩ cách cho tôi đi, cậu nghe chưa vậy? Vụ án của huynh đệ anh năm xưa, anh đã điều tra 25 năm còn chưa rõ nữa. Vụ án này của anh còn nghiêm trọng hơn. Anh thử nghĩ coi, tôi phải điều tra bao lâu? Hả? Chuyện gì cả, ba nhất định phải cố lên. Con không thể mất ba. Tái sanh, anh thật là không nên. Vào lúc này gia đình em rất cần đến anh, lại không thấy bóng dáng của anh. Nói câu xin lỗi với em, anh thật sự là không biết phải nói gì nữa.
Một câu xin lỗi để kết thúc tình cảm giữa hai chúng ta. Trước khi đính hôn, sao anh không nói với em? Sao anh không nói với em là anh đã yêu người phụ nữ đó đi? Trước một ngày đính hôn anh mới biết được tình yêu là gì. Hậu Thế Dân, tôi phải quên anh đi. Tôi nhất định phải quên anh đi. Không về nhà thật sao? Như vậy người nhà sẽ rất lo cho anh đó biết không? Chỉ có mẹ lo cho anh thôi. Chỉ cần mẹ biết anh bình an là được. Còn em, biết anh bỏ nhà ra đi, em có lo cho anh không? Đương nhiên là lo. Em còn mong là anh mau chóng về nhà nữa kìa. Đối với một người như anh đã già, như một luồng không khí, về hay không đều không quan trọng. Đã là không khí, đương nhiên là quan trọng. Tại sao anh không thấy ba mẹ anh vì anh mà cực lòng lo lắng? Còn Thế Dân, đi khắp nơi tìm anh. Tìm được thì sao? Bắt anh tối ngày phải đối diện một sự thật là em là chị dâu anh. Nhìn cảnh hai người ân ái với nhau, sẽ không bao giờ có ngày đó. Em nói gì vậy? Thế Dân nói em và ảnh đính hôn là một quyết định sai lầm. Hai người vốn không thích hợp nhau. Vả lại ảnh đã nói thật lòng với em. Thực ra trong lòng ảnh sớm đã có một người ảnh yêu thật sự. Trong lòng anh đã có người mình yêu, sao lại không nói sớm? Đã đồng ý đến hôn lại nuốt lời, thật là quá đáng. Như vậy cũng tốt. Nếu để đến sau khi hai người kết hôn, em mới biết được thật ra trong lòng ảnh không có em. Như vậy đối với em mới là một cú sốc thật sự. Tình Nghi à, hay anh thay mặt cho anh ấy cáo lỗi với em. Anh không biết làm sao để an ủi em, mới có thể giảm bớt nỗi đau của em. Có được an ủi thì sao? Nếu bản thân nghĩ không thông suốt thì cũng không hiệu dụng. Em mong là tình cảm giữa em và Thế Dân đến đây chấm dứt. Em sẽ tự chữa lành vết thương của mình. Em không muốn lại có ai như anh Sơn vậy, bên vực kẻ yêu, vì em mà gây sự với Thế Dân.
Em nói gì vậy? Là anh của anh đánh anh Sơn à? Anh Sơn từng đánh Thế Dân, nhưng mà võ công của anh Sơn, Thế Dân làm sao mà có thể đánh anh Sơn ra nông nổi này? Vì chuyện của em, ba em và chú ngày càng bất mãn với nhau. Em mong là chuyện này có thể đến đây chấm dứt. Thế Kiệt, anh mau đưa A Sơn về giúp em được không? Ba em đang trong đó. A Sơn bị đánh tới nông nổi này, để cô ấy tịch giữ ở đây trước đã. Em yên tâm, anh chăm sóc cho. À đúng rồi, đừng nói với ba em. Được, cảm ơn. Mời vào. Tin tức tình báo ông xem chưa? Xem rồi. Sự việc xảy ra trong hai ngày nay, tôi chợt nhớ về mọi việc trước sau, càng nghĩ càng thấy lạ. Ủa? Người thông minh như ông vậy cũng có gì cảm thấy lạ sao? 25 năm trước, mọi việc đều bắt đầu từ chuyện đính hôn với Quy Hoàng và Thanh Vân. Nhưng mà sau đó liên tục xảy ra say rượu, tai nạn, với tình hình ngày hôm nay hoàn toàn giống nhau. Ông cho đây là trùng hợp sao? Khi còn trẻ, Mộ Tùng đã thích uống rượu. Uống rượu rồi lái xe, có gì lạ đâu chứ. Với thân phận và tính cách của Mậu Tùng, ông ta không phải người biết pháp phạm pháp. Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi, việc đính hôn của Thế Dân và Tĩnh Nghi, nếu như là do ông bày trò, thì hai chuyện này chắc chắn có vấn đề. À Lương, nếu gốc cây vững chắc thì không sợ cành ngọn lung lay. Có phải là gốc cây của ông không vững chắc nên mới đa nghi? Tôi không phải đa nghi, tôi chỉ là lo trước tính sau mà thôi. Nếu ông cho là trùng hợp, không phiền muộn gì hết, vậy tôi không còn gì để nói. Chuyện năm xưa mà chúng ta làm ông đừng có quên, là hai chúng ta hợp tác. Nếu bây giờ có chuyện gì cũng phải hai người cùng đỡ. Bác gái, nếu cậu không về ngó ngàng mẹ cậu, tôi không quan ngành cậu tới đây đâu. Bác gái à, con chính là phải về chăm lo cho mẹ, vì vậy con mới cố tình đến đây từ biệt bác. Vậy mới phải, người thanh niên như vậy mới ngoan. Để một lát nữa cậu tự chọn thứ gì mà mẹ cậu yêu thích nhất đem về cho bà ấy ăn. Tôi nói cho cậu biết, trên thế gian này người dễ lừa nhất chính là người mẹ. Chỉ cần những thứ đó là do con cái mang về, cho dù là viên khổ qua cũng sẽ như đường mật. Thông minh chút đi. Xưa kia ta còn không biết mẹ là dễ lừa như vậy. Tâm nguyện chỉ đơn giản như vậy. Bác gái à, lần trước có làm phiền bác, giờ bác tìm giúp con nhà, bác tìm được chưa? Đâu phải mua rau cải ngoài chợ 2.5 đồng 3 đồng thì có thể giao dịch. Con người phải có nhân duyên với nhau mới được. Từ từ tìm đi. Dạ. Trời ơi, báo ứng. Bác Lý à, bác đâu có làm chuyện xấu, có báo ứng gì chứ.
Không phải đâu bác à, à bác coi đi, à, đây nè, Trương Mậu Tùng có báo ứng rồi. Ai, mối thù của Quy Hoàng không cần chúng ta trả thù, ông trời đã thay chúng ta trả thù rồi. Con nghĩ Quy Hoàng có thể nhắm mắt được rồi đó bác. Nguyệt Lý à, Quy Hoàng chưa chết sao lại nhắm mắt đây? Còn về thằng Mậu Tùng, bác ơi, bác sao rồi? Nè ông kia, tôi đang muốn tìm ông, cũng tốt là ông tự tới đó. Ông đừng có giả khờ ha. Lần trước tôi biểu ông nhìn vào mắt của tôi, tại sao ông không đặt tình cảm vào mà nhìn? Tôi biểu ông nói là anh yêu em, tại sao ông không nói ra? Được rồi, ông có gan thì cứ ở lại đó, một lát nữa tôi có chuyện muốn nói với ông. Trời ơi Nguyệt Lý, con quen với nó lắm sao? Con như vậy sẽ làm người ta sợ đó. Con nói cho bác nghe, tờ báo này viết gì về Mậu Tùng vậy? Viết là uống rượu lái xe đụng phải người, một chết một bị thương, lại đánh mất khẩu súng nữa. Nếu mà cho tôi biết được khẩu súng đó ai lụm được á hả, thì bao nhiêu tôi cũng sẽ mua về hết. Nếu mà tôi mua về rồi á, lúc đó tôi sẽ thay mặt Quy Hoàng bắn Trương Mậu Tùng chết ngắt luôn. Bác à, hết rồi, ông đừng có lo nha, không cần đâu, tôi biết điều trị mà. Chúc mình lâu năm của bác thôi à, không cần tôi đi bệnh viện. Không sao đâu bác. Bác gái sao lại như vậy? Nói ra thì dài dòng lắm. Ít ra thì phải nói từ 25 năm về trước mới phải. Sẽ quan tâm hơn. Được. Tuy là tôi không yêu thích gì học chữ này cho lắm, nhưng mà chúng ta cũng là cảnh sát, hãy dốc sức đi điều tra, để xem có điều tra ra chứng cứ có lợi cho học chữ hay không. Ê, tổ trưởng, sao ông lại đến? Trời ơi, cơm nhà tù không được ngon, vụ án của Mậu Tùng lại bị quan nữa, cũng phải để cơ quan nhà nước các người chi tiêu. Chúng tôi chuẩn bị thức ăn rồi, còn có quần áo nữa, làm việc cậu gỡ giùm. Tối qua học trưởng đã không được trung chuyển tới sở điều tra. Trung chuyển? Cậu thiệt là không có tình nghĩa mà. Cậu là đồng nghiệp của Mậu Tùng, phải trung chuyển sao lại không cho chúng tôi biết? Đúng vậy, bây giờ trung chuyển có khi nào sẽ bị nhốt ngay không? Không có đâu, tôi vừa nhận được tin là đã được bảo lãnh rồi. Bảo lãnh? Đã được bảo lãnh tức là tạm thời không sao. Vậy xin hỏi được bảo lãnh vào lúc mấy giờ? Vào sáng sớm.